chào cả nhà. Bây giờ thì Trang sẽ phỏng vấn câu chuyện của chị Lương Thị Quỳnh. Ngày hôm nay thì chị có nhận được chị có đi nhận một chiếc xe hơi đang ở Honda Tây Hồ cả nhà. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chị đã có được chiếc xe hơi này như thế nào cả nhà nhé. Chị Quỳnh, chị có thể chia sẻ cho mọi người một chút về cái con đường chị bắt đầu với công việc Oframe như thế nào, và trước khi làm Oframe thì chị đang làm gì được không ạ? Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Quỳnh, mình sinh năm 92 và mình đến với Oframe cái vào cái thời điểm khi mà mình ở nhà và mình chăm con ấy. Công việc chính trước đây của mình là công nhân Samsung, và khi mà mình nghỉ sinh và lúc con mình được khoảng tầm 4 năm tháng thì mình cũng có một ý định là mình nghĩ là mình sẽ kiếm một cái công việc nào đấy để làm thêm đó. Thì mình cũng đã lên trên mạng và mình rất là may mắn là mình được nhìn thấy một cái tin đăng tuyển dụng, và mình đã rất là thích khi mà mình nhìn thấy cái tin đăng đấy, bởi vì mình thấy ghi là dành cho mẹ bỉm sữa và chỉ cần tận dụng 1 đến 2 tiếng tranh thủ thời gian thôi vẫn có thể vừa chăm con vừa có thể làm được, nên là mình đã quyết định và inbox và mình làm. Và cái thời điểm đấy là vào tháng 12 năm 2015. Và được tính đến thời điểm này, bây giờ mình làm Oframe đã được gần 5 năm rồi. Ok. Tức là chị làm Oframe sau 5 năm thì mình đã được có được chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi này đến từ đâu ạ? Chiếc xe hơi này là thu nhập mà mình đã làm Oframe và thời gian qua mình đã tích góp. Từ tiền tiết kiệm mình làm Oframe mình tiết kiệm được đúng không ạ? Thế là đâu là lý do, đâu là động lực mà chị lại mong muốn mình có một chiếc xe hơi đến như thế ạ? Bản thân mình thì nói thật, nếu mà chỉ có hai vợ chồng ấy thì mình nghĩ là việc đi xe máy thôi thì nó cũng rất là thoải mái. Đó, nhưng mà khi mà mình có con rồi thì mình đưa đón con đi học, những cái ngày mà mưa gió trời trời á, nắng hơi nữa, mình thấy là khi mà mình đưa con đi học và mình nhìn thấy là nhà người ta có xe đưa đón cho con đi rất là thoải mái, không bị nắng, không mưa, không gì cả, mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái gia đình như thế. Và mình cảm thấy là nếu như mà mình đã nỗ lực hơn và chăm chỉ hơn thì có thể là mình đã mua được cái xe đó rồi, và mình cảm thấy mình rất là dây dứt về cái điều đó, và mình muốn là mình phải nỗ lực làm trong việc chăm chỉ hơn nữa để mình có thể là sớm lấy một chiếc xe về để có thể đưa đón con đi học hàng ngày. Đưa đón con đi, ngoài ra là chị cũng lấy chồng xa quê đúng không? Đúng rồi, mình cũng lấy chồng cách quê 100 cây. Thì bình thường thì cứ phải ra bắt xe khách rất là vất vả, mỗi lần đưa đón con đi rồi phải tha cả hành lý này, rồi hai đứa con nữa, hai vợ chồng bắt xe ra ngoài đấy rồi bắt xe lên trên quê, nó cũng rất là vất. Và mình cũng mong muốn là mình có một chiếc xe để mình có thể đi gặp gỡ đội nhóm, bởi vì là các chị em thì mình làm công việc online nên là các chị em thì ở các tỉnh khác nhau, nên mình rất mong muốn là mình có một cái chiếc xe để mình có thể đi đến từng nhà tư vấn viên, mình có thể cho cái cơ hội này đến cho các bạn và gặp gỡ trực tiếp để giúp cho các bạn có thể nhìn thấy được cái bức tranh công việc này có thể mang lại cho các bạn cái gì. Ok, rất tuyệt vời. Chị Quỳnh bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 đến nay cũng được gần 5 năm thôi đúng không ạ? Và sau khoảng gần 3 năm làm công việc này thì chị đã tự xây được một căn nhà tại thành Sóc Sơn. Và đến hôm nay thì chị lại tậu thêm một chiếc xe hơi bằng tiền tiết kiệm của Oframe nữa. Rất tuyệt vời phải không ạ? Xuất phát điểm từ một cô công nhân thôi. Chị chỉ sinh năm 92 mọi người nhé. Chỉ là một cô công nhân và bây giờ chị đang có mức thu nhập cũng khá là tốt đúng không ạ? Thu nhập hàng tháng của chị khoảng bao nhiêu ạ? Thu nhập bình quân bây giờ khoảng tầm 35-40. Ok, rất tuyệt vời đúng không ạ? Không ai nghĩ được là bây giờ một cô công nhân mà lại có thu nhập cao như thế đúng không? Ok, cảm ơn chị. Chúc chị sẽ ngày càng thành công hơn nữa với Oframe nhá. Ok, xin chào cả nhà nhá. Đây là xe của chị Quỳnh đây cả nhà này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng một chút lại về chiếc xe của chị Quỳnh. Đây là của Brio. Đây cả nhà đang ở Hon. Mở nội thất à? Chúng ta chiêm ngưỡng nội thất của xe một chút nhá. Anh Bria đi, em không biết về xe này nhiều lắm. Chiếc xe này rất là rộng này, thoải mái, nó để trong một gia đình. Một gia đình 4 người đúng không? 3 con vẫn thoải mái. Anh chị các bạn để 3 đứa vẫn cứ đi bình thường. Đúng rồi. Thật ra khi mà chúng ta có gia đình và có con thì rất là cần một cái phương tiện đi lại để thuận lợi hơn đúng không? Bởi vì đi đâu đồ trẻ con rất là lích kích. Đấy ạ, đây là xe mọi người nhá. Mọi người có mong muốn là mình cũng sẽ thực hiện hóa được ước mơ, ví dụ như là cái mục tiêu có nhà, có xe là mục tiêu của hầu hết tất cả mọi người đúng không ạ? Và hầu hết mọi người phải mất 15, 20 năm, thậm chí là cả đời mới có thể có cho mình một căn nhà đẹp hoặc là một chiếc xe hơi. Nhưng với công việc Oframe thì chỉ sau 5 năm thôi, chị Quỳnh đã có thể có nhà và tậu xe hơi rồi. Thực sự cơ hội Oframe là một công việc rất là tuyệt vời mọi người nhé. Chúc những ai đang làm Oframe sẽ
tin tưởng cái sự lựa chọn của mình và ngày càng thành công hơn. Còn nếu ai mà chưa biết đến công việc Open như thế nào thì chúng ta có thể thử tìm hiểu một cách nghiêm túc nhé. Biết đâu đây có thể là một cái cơ hội để có thể giúp mình thay đổi cuộc sống mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.